Cái mọi người là sao vậy? Tức là cái bài động công mà chưa đủ đâu, động công người ta phải đủ hết cái bài động công này. Bây giờ nói lý thuyết về về khí công ha, đó. Đó. Thâu cái nội dung nó về mày coi cái chương trình của mày coi sửa lại sao chứ không thôi mày. Nè cái chương trình khí công mà nếu mà học học chính quy là động công này đầu cái bài nổi tiếng thôi bài phát động công cái học rồi nè cái này lúc rồi bài dịch kinh kinh nè rồi cái bản chất của nó là gì nè thái cực quyền thái cực đó bây giờ để ý nha thái cực khí này có thái cực có khí công này có phát động khí công này đâu là khí công đâu mới cho vào phát động phát động cổng là của là phái võ đan của nhu nhu này cũng phái võ đan còn dịch cân kinh của phái chu lâm đó rồi bản chất cái này phát động cổng là chính cái cuộc sống cái này là toàn thân tức là toàn thân thái cực về toàn thân là có là cuộc sống nè tay chân luôn còn thiếu lâm này nè là mới tay chân thôi đó dịch cân kinh là tay chân cái dịch cân kinh là dính tới 12 tạng phủ nội tạng á đó đó cái này là bên ngoài đó là đó. Bây giờ nó còn thiếu cái gì thiếu cái bài về ngón tay mà chưa có tức là ngũ cầm thủy là khí công ngón tay đó và bài lục âm cho dùng âm thanh để căn thấy lục âm khí công những bài còn thiếu thiếu hai bài cái này làm cho năm năm ngón tay mạnh khí của năm ngón tay là lục âm cái làm cái âm thanh bây giờ khi mình trong võ thuật trong tiếng chi ai của judo hét lên cái gì mất cái tinh thần luôn á là dùng âm thanh nó sâu lại ngũ cầm huy cũng sáu sáu lại tức là theo theo ngũ hành theo tạng phủ mà nó luyện đó. Tức là cái ngón tay nó tập mà nó khỏe đạn à, còn này dùng âm thanh hai loại có âm thanh và không âm thanh vô thanh hữu thanh hữu thanh là luyện hữu thanh là xúc còn vô thanh là luyện khí tức là làm khí chạy bên trong dùng không âm thanh đó là hai và còn ngũ cầm huy là năm ngón tay cái ngón tay là mạnh bởi vì nó có khổ như thế có cái đó là còn thiếu hai bài cái đó là đây là cái này căn bản phải bắt cũng phải học mà ủa không có luyện ngón chân nữa thầy năm ngón chân năm ngón tay nữa nè chân luôn mà cứ năm ngón chân nó bó ở dưới này nè con cọp nó bó ở dưới xô năm ngón chân nó ví xuống đó đó rồi những cái bài này mới là cấp thấp cấp cao lên cái mặt cái dịch kinh kinh cấp cao lên là cải thiện kinh cái này cấp cao lên cũng làm cho cái nó đi một là cái cấp cao thái cực lên cho bác quá lên cao của bài lên cấp hai ngũ cầm thấy lên nội kinh nhất chỉ nội kinh nhất chỉ phiền đó là luyện một ngón tay khí công một ngón tay lục âm lên tới là ám ma như bác như hồng như hồng đó là trong cái bài nó lên cấp cao trong quá cấp cao nó có a ung đó là những cái bài thực lên cấp hai đó là những cái bài nó luyện lên cấp 2 mình phải học hết từ thầy đó bắt đoàn cẩm với lại dịch cân kinh này là lên cấp cao là cải thiện kinh mình phải thuộc tức là luyện cuộc sống mà luyện khí thái cực lên bắt quái là luyện khí của cuộc sống khí của toàn thân rồi ngũ cầm huy lên cao là nó luyện từng ngón tay là nội chính nhất chỉ là một ngón thiệt mạnh nhất chỉ thiền và nhất chỉ thiền đó cái tên là vậy lục âm nó lên và án ma di bát hay gọi là quán âm chú cái này là lịch sử Trung Quốc mới đi vậy đó cái đó là về động công là mình phải học đấy của cái ám mê đi bắt đi hồng là của Tây Tạng cái này Tây Tạng thì nó quán âm chú cấp cao của lục âm cái này của tiên đạo cái này của Phật bên Phật nó gọi là mật tông yeah. Và hiển tông cái tên này hiển tông này Phật tông mật tông yeah. Đó mật tông là luyện khí đó. Luyện khí sâu đó. Đó thành nó chia đó là những bài đầu công coi những bài này mày phải học thường thường cái chỗ tiền này tất cả là ba năm tất cả học mấy chỗ đều phải dạy hết đấy trong đó bắt đầu tới cái bài cái đề đầu công tới những tỉnh khí công để tập thực hành cái chính thái tập thực hành cái sau chính thái tỉnh khí công đó là những cái bài có cửa đó là đồng chia vào hai nhóm đó rồi bây giờ trong hai nhóm này trong đó thì nó có những lý thuyết gì thấy không? Thì lý thuyết của lý thuyết là gồm là kinh dịch thì nó có nhân khí khí của người là khí công
khí của trời đất đó là phong thủy đó. Đó thì mấy cái này học đến gì vậy? Để biết sức khỏe mình nó như thế nào đấy, phòng ngừa. Thì kinh dịch nó là cái gọi là dự đoán mà, để nó dự đoán cái kết quả của cái một cái vấn đề là đi tới đâu để phòng ngừa. Phong thủy này, phong thủy là dính cái nhà đó này. Nhân khí tính mày là con gì, ví dụ mày con chuột hay là thì nhà mày phải nhà chuột, mày là cái gì, anh là ai, còn cái nhà là phong thủy là về nhà đó, tức là trong là mình đặt, trong có mày trên chuyên môn mình đặt cái nhà mày, mày ở cái nhà nào mới hợp với nhà mày nhé. Còn mày là mày mày là mạng gì, mạng thủy hay mạng hỏa đó, nó ra cái mạng mày mạng gì. Nếu mà mạng này thì phải ở nhà, có điều là mạng gọi là số mạng mà định mạng là phải coi cái việc học cũng dịch để biết để phòng ngừa, xong rồi về học về kinh này thì nó có 12 kinh, 8 kinh, 9 kinh đó. Thì cái này phải học về nội kinh độ đó, cái lý thuyết tập em thường nội lý thuyết về nội kinh độ tính mệnh thể trị cái tu chân đồ nhé. Rồi chỉnh khí công thì phải học tính mệnh thể trị, đó lý thuyết là nó cũng chắc tính mệnh thể trị đó. Thôi thì khi học trò nếu mà học 3 năm tao biết nhét vô, còn mày không học tao có dạy theo được thực hành vậy. Tới đây là hết rồi thầy, hết rồi đó, điều đó là học. Còn mà cái lý thuyết về kinh mạch này nó học khoảng 16 chương, kinh dịch này khoảng 3 tháng, nó gồm 1 tháng cho số mệnh, 1 tháng phong thủy, 1 tháng cho bói toán để dự đoán kết quả của mày trong cuộc đời thành công hay không, gọi là dịch có gì bây giờ học cái này đó. Thì đó mấy cái ba cái này phải học kinh mạch, nên là phải học về đường khí để luyện khí. Ba đường kinh mạch này nó gồm chia hàm cái về động, về động công để kinh mạch nó chạy, còn ngồi thở cho nó kinh nó chạy là bài thứ đó lý thuyết. Chứ trong những cái lý thuyết này, những cái lý thuyết 16 chương này nó còn có lý thuyết của cộng là gì, lý thuyết điện tích gì, lý thuyết tác dụng quyền, lý thuyết của được bao nhiêu năm để giải thích ra, là phải học hết cái vậy thành ra cái chèn chèn nhau. Tại ví dụ bây giờ mày học tới đây rồi, bây giờ chuẩn bị cái bài này tập cho giỏi, bài này tập cho giỏi, bài này tập cho giỏi, thì trong thời gian học nhắc cho cái giỏi. Thì giờ cái chương trình nó ra dài gì thì từ mình về bây giờ mình còn bao nhiêu lâu để mình hoàn thành, mình tự mình sắp xếp lại mình có học tới đâu. Mà thường nếu mà học hết là hết 3 năm mới xong, 3 năm tao dạy tao tao biết mà. Những thằng lâu đi theo lâu á thì khi nó khoảng năm đầu nó báo mình là bắt đầu mình sắp xếp đi tiền lại cho nó rồi, chứ nhiều mà tháng sau mình bị bố sao tao biết sao tao xếp được. Thành ra tao có dạy thực hành, tại cái môn thực hành nó không có trong ngoài đời thì dạy cho người ta thôi, mình cho người ta tự đọc sách đi. Còn học thì mình phải đưa lý thuyết ra đi là rộng. Thì bây giờ sắp xếp như thế nào thầy? Em học xong rồi bây giờ nếu mà học tới đây thì nếu theo tao là mày, tao sắp xếp sao? Đầu tiên tao phải làm xong mấy bài mà tao đạt được khoảng trên 5 điểm này, năm điểm trên thời gian. Thì bây giờ bạn như thế em sẽ tập bài này bao nhiêu lâu và cảm thấy ổn định thì vô biểu diễn, dù là 4 buổi thì 4 buổi học cái thuyết, cái hướng tao sẽ lấy tiếp theo theo cái tình hình để dạy kinh dịch xong kinh mạch thì ta đó vậy thôi. Thì để cho mình thời gian người ta tập xong như vậy tập hồi nó cũng hứng học bạn nói thôi thời gian cũng hiểu tâm gừng lý thuyết một chút nhiều nhất thiết nhiều quá đậu quá chết mẹ, mà học chưa thuộc mình nhét cái tóc mình chắc chết em mấy thằng nưng em thay chạy mình cũng thấy vậy. Hôm sau học lý thuyết rồi ơi, lý thuyết thì không cho mình học kinh doanh vậy thôi. Vậy rồi đó, vậy thôi chỉ trên chuyện đó là lấy mấy cái thời gian về đấy tạm đi kinh dịch em ghi lại. Kinh dịch thầy dạy gì thầy nghe kinh dịch, tao nói chuyện từ kinh dịch nha. Kinh dịch á bây giờ thầy dạy luôn, bây giờ học dạy luôn còn thời gian không? Còn còn 15 phút à. Thì gì tôi nói cái định cái nội dung bài học. Thứ nhất, ngày đầu tiên của mình trên trường bài học, cái nguyên tín đầu tiên, một làm sao tập cả hai đó. Tức là sao, tại sao mày có con đó, lý luận của kinh dịch nó nói sao một mình mày á là thằng trường sao sánh không đứa con đó, cái này là do âm dương thành ra đó, tự lý này một nó tách hai, một sinh ra là một thành hai, mày sinh ra mày và con. Lý luận đầu tiên nó nói cái đó là một cái bí mật của vũ trụ chúng ta, làm sao một là sinh ra hai, đó là lý thuyết âm dương. Thì
âm dương. Bây giờ cái bài đầu đầu tiên phải phân biệt cái số 2, số 4, số 8. Một nó sanh ra hai, đó là âm dương. Cái này sanh ra tứ tượng. Tứ tượng là cái gì trong cuộc đời mà là bốn thời khắc trong ngày, sáng, trưa, chiều, tối. Nó có bốn cái thời là, thấy không? Cái này mình sẽ học bốn thời khắc trong ngày đó. 12 giờ đêm, 12 giờ trưa, ở giữa có bốn cái nữa là bốn thời khắc. 12 giờ đêm tới sáng nè, tới trưa nè, chiều nè, tối nè, bốn thời không? Bốn thời cái đó là cái gì trong trong cái ngành này gọi là thái dương thế không? Đó đó phải hiểu cái từ nó đặt tên cho bốn cái thời này. Cái thời nó có thật chứ không phải tao chế, không phải kim dịch nó chế. Tức là trong ngày nó có bốn cái thời, là bốn cái thời điểm mà nó những cái nóng lạnh nó thay đổi nhau. Cái này cực nóng cực lạnh và ở giữa. Và bốn thời này là dính với bốn phương đó, ở ngoài ngoài dương bốn thứ. Bốn thời là đó, từ chỉ có bốn thời. Cái âm dương là từ cho nói lại cả những nóng lạnh. Nóng lạnh trong ngày thì nó chia bốn loại cho nóng lạnh là bốn thời. Bốn thời nó sanh ra tám cái bốn cái nóng lạnh nó sanh ra cái gì nữa? Nó sanh ra tám cái hiện tượng trong thiên nhiên. Thứ nhất là sấm và gió, thấy không? Hễ trời đang mưa có sấm là hết, ngưng gió ngay, thấy không? Hai cái này nó dịch nhau, trời nó kỳ kỳ lạ hết, mình thấy đang mưa, cái sấm rầm rầm là hết mưa rồi đó, gió tạnh liền, tức là sấm với gió nó kỳ nhau, lửa với nước cũng kỳ nhau, ở đời mình thấy vậy, lửa với nước, rồi núi á, núi với sông á, trong rừng mà có núi á, thì mình theo sông vậy đó, mình thoát được cái núi, hai thằng này kỳ nhau, con sông nó cho mình không bị lẫn lộn trong núi, trong núi đi không có phương hướng á, theo bên sông người ta cái đường cái luật nó vậy đó, là hai thằng này nhìn nhau là núi sông cái này, sóng này tức là lôi phong, lửa đó là thủy, là hỏa thủy, đó những cái hiện tượng nó sanh ra do bốn cái nóng lạnh nó sanh ra núi sông, còn cái nữa là trời vậy đó, trời đất nó định vị mà tức là những con mét nhờ trời sinh định vị mây gió đàn này là đâu, bốn tám cái này là tám cái hiện tượng do bốn thằng nóng lạnh sanh ra, đó là đặt khái niệm về kinh dịch nó nói cho này, nó nói từ thiên nhiên chúng ta không có chế vậy đó, rồi thấy rõ ràng là rồi có sóng hay hết gió, lửa gì hết có lửa đổ nước tắt lại mẹ ơi, mà núi là tao đi trong rừng tao theo đường nước là không sao ta, còn mày ngó không giờ mới ra được. Nhưng mà cái khác lại khác một chiều thì cái đó khác hai chiều không thầy? Hai chiều ngược lại được, mày muốn vô núi đi theo đường suối thì vô tới núi luôn, tức là mày thấy không, mày đi tới cũng tận cùng của nước mà lên tới đỉnh núi, núi ở trên nước chạy xuống mà em lên tới đỉnh núi là bên núi Phú Sĩ hay là bên Hy Mã Lộc Sơn vậy, nước tuyết này nó chảy thành nước xuống này thì đi trực cuối cùng lên tới đỉnh núi, hay vậy đó. Từ thiên nhiên là xưa nó thấy vậy đó, quy là rồi cái này ông mới từ đây ông nói là từ cái số 4 này sang là 8 số này, thì bây giờ học những quy luật này nó xếp, ông nó xếp cái này gọi là cái tượng hình, cái hình tượng của mày mà thấy ngoài đời, còn con số đó là Lạc Thư và Hà Đồ, là con số nó sanh ra thế nào, ngày 1 sanh ra 2 bắt đầu đấy, thấy không nè, nó có cái vòng tròn và bắt kịp tiêu thị mất quá, ngày 1 là chia là 8 tháng 2 3 4 5 6 7 8, tao chia nó đại dương nó đi một hồi nó ngược chiều lại, theo chiều đi một hồi ngược lại, 8 con số này là nó theo với nó đặt cho 8 thằng này nè, tức là con số này ta gọi là mã hóa, giống ngôn ngữ học đó, 1 2 3 4 5 6 7, ta đọc tiếng Anh về ta đặt cái 8 hiện tượng này là cái tên gì vậy? Mã hóa ra thì đặt là càng số 1 đó, từ viết được 1 tới 8 là càng đoài ly chấm khảm tốn khảm đó, 8 đó ta bắt mày học tồn để ta lấy mã ta xài thôi nè, bây giờ giống như 1 2 3 4 5 6 7 đó là 8 cái mã, thành ra khi học con số này là người ta quy định 18 cái mã, 8 cái mã là gì mày ơi, 4 là thái dương, cái ông là 4 cái rồi, thái dương thiếu dương phải âm thái dương đó là 4, thì ra phải thuộc 4 cái đó, cái mã nào thì để ra tao xong, 8 cái này phải thuộc cho tao đúng không, được âm dương đó tao, bây giờ bắt đầu tao lấy cái này tao giải mã này. Ví dụ về sau khi ra số 8 nó sẽ chặt hai thằng này lại, là ví dụ 6 cái thằng đi
Ta không biết nha, nó càng trong khi ông càng vi thi không biết, không để vậy như bây giờ tắt nè. Mày coi trong này tao quy ra bốn bốn cái này, thấy dương cân nằm thấy tắt nó ra bốn cái nè. Thấy không? Dụ được có ba cái này thêm. Thằng này là một. Dưới là hai. Hai. Mày thấy không? Tức là sáu cái này nó tắt ra bốn cái thứ tự, mình phải tắt ra cho bốn thứ tự ra. Tức là cặp đôi thôi để tao phân vẽ ra, hiểu không? Giống nhạc thằng này nè. Dù cho lấy một cái quẻ gì thì cho mày đi. Như thế nào? Đó, vậy đi. Thì bây giờ tao tách hai thằng này ra một quẻ, ra một cái âm dương nè. Rồi. Cái này là cái âm dương nè. Đó, nó đắp ra đó. Được cái gì đó? Thì cái âm dương đó là ba cái. Tôi giải lại nó ra theo cái dạng. Rồi. Theo cái dạng bốn. Xong rồi tao tách ra hai cái thì ra ba cái dạng này cũng là chia thằng này ra một cái nữa. Cái này là 33, cái này là 2 đúng không? Cái này là 3. Rồi tôi phân cái từng cái một, cái này là gọi là hào. Từng cái này cái hào hoặc hào ấm, hào dưới đó, là nó có 6 cái. Thành ra một cái quẻ tao phân thành 3 cái tao giải. Anh nhiều người thấy nó không học, nó không để ý cái đó. Nếu cái này, cái quẻ này tao phân theo âm dương thì tao giải. Thì cái ý cái quẻ này nó cái gì? Rồi tao phân theo một cặp. Tức là khi một dương một âm ra, tao phân hai dương hai âm ra. Thì giải trong quẻ, tao phân 3 âm dương ra. Rồi trong ba âm dương rồi tách từng ba cái cặp nữa, tức là cách trạng này hết rồi, thấy không? Từng cặp lấy ba thằng một nè, thằng này là ba thằng một, rồi cái giữa này ba thằng một, ở dưới ba thằng một nữa là cái này cái một nè, thêm cái dưới này là một cặp nè, là một cặp đổi dưới này cắt, tức là cắt là còn hai cái nữa là hai cái dương, hai cái quẻ. Nhưng mà cái kinh dịch này thầy mới dạy gần đây, chứ hồi trước clip thầy đâu có thấy ai thầy dạy đâu. Không, nói về sau là bắt đầu học trò nó học dài ra mới dạy. Thầy học trò trong nó đông, có chịu học dài ra mới dạy. Cái kênh cũ của thầy mà không dạy. Cũng không thấy thầy dạy mà. Ờ, không có dạy. Thầy lúc đó học trò nó học tới AB, AB để nghỉ mẹ rồi. Không có thằng nào học cái C, chưa thằng học chỉnh khí công phải không? Năm nay bắt đầu học chỉnh khí công phải không? Hồi vậy này. Hồi trước đâu có ai học đâu. Không có ai thèm học hết, chạy tới đó nó nghỉ cha rồi tao biểu mày học hẳn vô giờ hôm nay nghỉ nữa là học tỉnh thiết công đi còn nữa xong sao mà biết thế này đó tiếp nha vậy. Đó thấy không, phân ra vậy mới thấy nó rõ ràng ra chứ không có phải gì đọc sách đâu, tự cho mình vẽ ra. Nhưng mà lý thuyết chắc được học 2 buổi đúng không vậy? Thì mình cho học đâu có cái thuyết nó là nó có chương trình nó là 3 tháng rồi cái học từ từ.